Giá xăng A95 tới đây sẽ được quản lý và điều hành chứ không để thả nổi như hiện nay. Những thay đổi ở các bãi giữ xe trên vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh ngay sau chỉ đạo chấm dứt hoạt động các bãi giữ xe trên địa bàn thành phố trong quý 1 năm nay. Triển lãm xe quốc tế tại Bruxelles có gì hấp dẫn? Mời quý vị theo dõi trong phần cuối của bản tin. Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những tin chính có trong bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là thông tin chi tiết. Giá xăng A95 tới đây sẽ được quản lý và điều hành chứ không để thả nổi như hiện nay nữa. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, vừa yêu cầu ngành chức năng phải công bố giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu, trong đó có xăng A95 ngay trong quý 1 này. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi mức tiêu thụ của xăng E5 và A95 trên thị trường, từ đó đưa ra mức giá cơ sở sao cho phù hợp với thị trường và quy định của nhà nước. Trước đó, trong kỳ điều hành giá vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã công bố điều hành giá xăng dầu nhưng lại chỉ đưa ra mức giá cơ sở của xăng E5, còn xăng A95 thì không được công bố. Bên cạnh đó, thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền về lợi ích của xăng sinh học E5 để người dân hiểu và yên tâm sử dụng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 vừa qua, thì xăng E5 đã chính thức thay thế xăng A92. Như vậy, trên thị trường hiện nay chỉ còn hai loại xăng là E5 và A95. Xăng sinh học E5 được đánh giá là phù hợp với mọi loại động cơ, cũng tương tự như xăng khoáng A92 và A95, tuy nhiên lại có giá thành rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn. Ngay đầu tuần tới, tức là 1-2 ngày nữa thôi, thì đoàn công tác của Bộ Y tế dự kiến sẽ đi kiểm tra một số cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cả nước, trong đó đặc biệt chú trọng tới những mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết. Đại diện Bộ Y tế cho biết, thời tiết miền Bắc mưa phùn, ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nên các loại thực phẩm rất dễ mốc và gây ngộ độc. Còn ở miền Nam, trời nắng nóng cũng khiến các loại sản phẩm có nhiều đạm như thịt, cá, cua, tôm rất dễ bị ôi thiêu. Trong khi đó, gần Tết thì mức tiêu thụ đồ ăn thức uống của người dân thường tăng gấp 10 lần ngày bình thường. Nhiều loại thực phẩm cũng dễ bị làm giả, làm nhái. Các đoàn công tác sẽ trực tiếp đi thanh tra các cơ sở. Nếu phát hiện sai phạm sẽ thông báo công khai để người dân biết và lựa chọn. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra thực phẩm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, nhất là các cửa khẩu. Tiếp tục thông tin về vụ việc một thai phụ bị cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai ở tỉnh Quảng Ngãi. Ngay trong ngày hôm qua, thì Sở Y tế và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã tổ chức họp báo khẩn để thông tin về vụ việc này. Tại đây, đại diện lãnh đạo bệnh viện thừa nhận là thuốc cấp cho sản phụ Lê Thị Tường đúng là thuốc phá thai, chứ không phải là thuốc dưỡng thai. Nguyên nhân là do nữ hộ sinh Phan Thị Vân đã không tuân thủ đúng quy trình cấp phát thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Do đó đã cấp nhầm thuốc cho bệnh nhân. Nữ hộ sinh này hiện đã bị dừng công tác chuyên môn để thực hiện quy trình kỷ luật. Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch thả thí điểm muỗi mang là Wolbachia phòng bệnh sốt xuất huyết vào khu dân cư ở thành phố Nha Trang. Đây là chương trình thuộc dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam. Dự án sẽ thả muỗi mang Wolbachia tại 8 thôn thuộc Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Thời gian thả muỗi dự kiến từ tháng 3 năm 2018 và kéo dài đến 12 đến 18 tuần. Mỗi tuần dự án sẽ thả khoảng 100 con muỗi vào mỗi ô, tương ứng với mức thả trung bình là một con muỗi 25m² một tuần. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới triển khai nghiên cứu thí điểm thả muỗi Wolbachia trên thực địa. Muỗi mang vi khuẩn Wolbachia có khả năng hạn chế sự lây lan của các virus gây bệnh sốt xuất huyết và một số loại virus khác truyền qua muỗi, từ đó làm giảm nguy cơ gây truyền virus gây bệnh sang người. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu công ty Grab Việt Nam không triển khai ứng dụng taxi tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu và Lâm Đồng. Công ty cũng không được làm việc trực tiếp với những lái xe ở các địa phương này nếu như chưa được phép của chính quyền địa phương. Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu và Lâm Đồng là những tỉnh nằm ngoài danh mục thí điểm vận hành xe tải hành khách bằng hợp đồng điện tử. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có những phản ánh của là Grab đã tự ý triển khai hoạt động này của mình tại đây.
Sau khi nhiều vấn đề liên quan đến các bãi giữ xe tại quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra dư luận, mới đây thì Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn khẩn chỉ đạo toàn bộ 24 quận huyện rà soát toàn bộ các bãi giữ xe trên vỉa hè, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động hầu hết các bãi giữ xe này trong quý 1 năm nay. Ngay sau công văn thì các bãi giữ xe vỉa hè tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã có những diễn biến bất ngờ. Hàng loạt bãi giữ xe tại khu vực trung tâm thành phố bị điểm mặc chỉ tên là có vấn đề thì hôm nay đã ngừng hoạt động, như bãi xe đường Nguyễn Du, một số bãi xe với giấy phép còn hạn thì đã thu hẹp diện tích đáng kể. Trong giấy phép quy định chiều rộng là 1,5 mét, có thể để một hàng xe. Còn chiều dài đó là vào khoảng 20 mét thì cứ vậy là để theo quy định của giấy phép thôi. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm qua cũng có những bãi xe được gia hạn mới. Đã cấp lại được nhiều lâu rồi ạ? Mới hôm qua cấp lại. Đúng rồi. Dạ vâng. Qua là giấy tờ rồi đó. Dạ. Mà bắt đầu hôm nay dùng được rồi. Theo công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có những bãi xe thực sự cần thiết mới được giữ lại và giao cho lực lượng thanh niên xung phong. Điều này cũng nhận được sự ủng hộ của người dân. Mình cũng muốn có chỗ để có bãi giữ xe chính thức á, để mình người dân họ đi mua sắm họ an tâm hơn. Lên để nhà nước quản lý thì hay hơn. Một đơn vị duy nhất thôi thì dễ quản lý hơn, là cái kia nó lung tung quá, nó nhiều quá. Bên cạnh những bãi xe sẽ giao về cho lực lượng thanh niên xung phong, thì nếu doanh nghiệp đề xuất trong giữ xe miễn phí, thì Ủy ban nhân dân các quận huyện xem xét cấp phép. Tuy nhiên, các tiêu chí điều kiện cụ thể thì vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhiều điểm giữ xe thu phí theo cách gọi là tùy tâm và nhiều trường hợp không đưa tiền thì bị làm khó. Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết chính phủ mới của Đức sẽ nỗ lực hướng tới một khởi đầu mới cho châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai đảng lớn nhất của nước Đức đã thống nhất được các nguyên tắc tạo lập một chính phủ mới. Phát biểu sau hơn 24 giờ đàm phán căng thẳng, Thủ tướng Merkel nêu rõ châu Âu cần có một khởi đầu mới, đồng thời nhấn mạnh đây cũng chính là một khởi đầu mới cho nước Đức. Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được nhất trí với Tổng thống Pháp trong vấn đề cải cách Liên minh châu Âu để giải quyết các thách thức mà Liên minh đang phải đối mặt. Từ Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã lên tiếng hoan nghênh việc đạt được một thỏa thuận về thành lập chính phủ tại Đức, đồng thời khẳng định kết quả này rất có lợi cho châu Âu. Các cơ quan y tế Trung Quốc vừa ra thông báo cần tăng cường công tác theo dõi và điều trị bệnh cúm trong bối cảnh dịch bệnh này đã có nguy cơ bùng phát. Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc đã yêu cầu cơ quan y tế các cấp cần điều trị kịp thời cho các bệnh nhân bị mắc cúm và giám sát sự biến đổi của dòng virus này, đồng thời cần lưu trữ đầy đủ cơ số thuốc và các thiết bị y tế trong trường hợp bùng phát dịch. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai và những người mắc bệnh mãn tính là những đối tượng cần được tiêm chủng. Trong khi đó, các trường học cần có biện pháp để theo dõi sức khỏe hàng ngày cho học sinh. Theo Trung tâm Cúm Quốc gia Trung Quốc, số lượng các bệnh nhân mắc cúm đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, đặc biệt là tuần cuối cùng của năm 2017, với hơn 11.000 trường hợp, tăng gần 8.000 trường hợp so với tuần trước đó. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết giá lương thực toàn cầu cho năm 2017 vừa qua đã tăng 8,2% so với năm trước đó. Đây là mức trung bình cả năm cao nhất kể từ năm 2014. Báo cáo của FAO cho thấy, tính trong cả năm 2017, giá tất cả các mặt hàng thực phẩm đều tăng, trừ đường. Các sản phẩm làm từ sữa tăng mạnh nhất với mức tăng là 31,5% so với năm trước đó. Giá ngũ cốc tăng 3,2% và thịt tăng 9%. Trong khi đó, giá đường trong năm ngoái lại giảm do nguồn cung dư thừa từ Brazil, quốc gia sản xuất đường hàng đầu thế giới. Tại Brussels đang diễn ra triển lãm xe hơi quốc tế với khoảng 600 mẫu xe hơi mới và 400 mẫu xe mô tô. Đây là triển lãm xe hơi có quy mô lớn nhất châu Âu. Tất cả các hãng xe hơi trên thế giới đều tham gia triển lãm xe hơi quốc tế tại Brussels. Tin của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Brussels, Bỉ. Triển lãm xe hơi quốc tế năm nay tại Brussels diễn ra trong bối cảnh thị trường xe hơi tiếp tục tăng trưởng. Xe SUV, dòng xe thân rộng gầm cao mang nhiều phong cách Mỹ, mới được người tiêu dùng châu Âu quan tâm từ mấy năm nay, lúc này vẫn đang là xu hướng của thị trường. Xe hơi lắp động cơ diesel ngày càng ít được ưa chuộng. Năm ngoái, lần đầu tiên kể từ 20 năm trở lại đây, xe hơi chạy dầu diesel bán được ít hơn so với xe chạy xăng. Tuy nhiên, tại triển lãm này thì số lượng xe chạy máy dầu không ít hơn trước. Hãng Mercedes thậm chí còn tuyên bố tại đây là đang nghiên cứu loại động cơ diesel ít gây ô nhiễm hơn, chứ không từ bỏ công nghệ này. Xe hơi chạy điện thì vẫn chưa thể chinh phục được người tiêu dùng.
Vấn đề chính vẫn là quãng đường đi được giữa hai lần sạc quá ngắn, chưa được 300 km. Thời gian đợi sạc đầy quá lâu. Các hãng xe hơi tham gia triển lãm năm nay cho rằng phải 2 đến 3 năm nữa thì công nghệ xe hơi chạy điện mới đủ độ chín để tạo đột phá trên thị trường. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ triển lãm xe hơi quốc tế Bruxelles. Sau đây là tin tức thời tiết cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.